kính chào quý bà con nông dân. Hiện tại công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch đang hỗ trợ các bà con nông dân trồng bầu bí trên cả nước trị bệnh phấn trắng trên cây bầu bí do nấm Erysipela gây ra. Để được hỗ trợ tốt hơn, quý bà con nông dân để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí.